Đây rất là nhiều loại lan nè, giá thì rất là mềm. Như loại này có giá có 65.000 bụi à. Màu rất là đẹp, màu trắng. Loại màu vàng này thì 200.000 một bụi. Rất là rẻ. Rồi 200.000 một bụi nè. Màu hơi đẹp luôn. Cái bông màu đỏ này thì có 180, quá là rẻ. Vườn rất là nhiều lan đẹp. Vài chục đến 100-200 ngàn là có một bụi lan hoành tráng chơi rồi. Cái này có 200.000 một bụi thôi. Quá là đẹp. Này rất là nhiều cái bụi. Nhiều cây đẹp ở đây nha. Những cây này có 210.000 một cây thôi. Rất là rẻ. Nhìn cũng rất là đẹp. Cái này chỉ có 180-200 một bụi à. Rất là rẻ. Chỉ có 180 một chậu thôi, một bụi thôi. Đẹp. Cái bụi màu vàng đó gọi là lan gì anh? Cái màu vàng này hồ điệp hả? Hồ điệp. Rất là đẹp. Giá thì chắc là rẻ, có 180. Lan hồ điệp. Quá là đẹp. Rất là nhiều loại lan ở đây. Đây có số điện thoại của chú vườn lan ha. Thank you.
Cái lượng màu vàng này là tên gì vậy? Rồi đây tên hồ điệp luôn hả? Ủa sao hồ điệp nó nhiều màu vậy hả? Như màu đây cũng vẫn là hồ điệp nữa hả? Nhưng mình phân biệt nó là bằng cái gì, bằng cái màu hay bằng cái lá? Màu không anh. Màu hả? Còn lỗ trắng mà lam lam kia? Cũng hồ điệp luôn. Ủa? Hồ điệp là nhiều. Đó là lé, giống như giờ là có một loại chút xíu kia là gọi là nắng tiếng hồng không? À. Đi hả? Vậy mình phân biệt lan hồ điệp là phân biệt cái gì? So với những loại khác? Hồ điệp là lé nè anh. Lá to hả? Dạ, lé to như vậy là gọi là hồ điệp. Có cái nhiều bông lé ở xìa, bông nhỏ kia là nắng tiếng hồng vậy đó hả? Ờ, nghĩa là những lan hồ điệp là lá to. Lá to như vậy. Trời, nó nhiều màu đẹp ghê nhỉ. Đây là ghép nhiều màu lại hả? Quá đẹp. Nhưng một cành này nó nở khoảng bao lâu ta? 3 tháng. Ủa bền cơ ha. Rất là nhiều loại lan đẹp ở đây. Cái bụi có trái đó là tên bụi vậy anh? Kim ngân lượng. Kim ngân lượng. Kim ngân lượng. Tên rất là độc đáo. Lan hồ điệp. Rất là nhiều lan đẹp ở đây. Giá chỉ có 180 một bụi thôi, một chậu thôi.